và mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, dân tộc ta, đất nước ta, từ ngày bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã bao lần chứng kiến cảnh một số người Việt phục vụ mưu đồ đen tối của đối phương nên phản bội lợi ích của tổ quốc và nhân dân. Đó là điều đáng buồn, nhưng đồng thời cũng là niềm vui bởi vì với sự ra đi của bọn chúng, xã hội Việt Nam vơi đi những kẻ mù quáng bán rẻ lương tâm để làm tay sai cho ngoại bang. Chống dị biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Chính quyền Đức trả công cho Nguyễn Tiến Trung, bài viết của nhà báo Hồ Ngọc Thắng. Nguyễn Tiến Trung, người bị kết án 7 năm tù giam trong năm 2010 vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, cùng vợ và hai con vừa đến Đức định cư hôm 14 tháng 12, 2023 ngày 18 tháng 12, 2023, RFA đã đăng một cuộc phỏng vấn về hành trình chạy trốn từ Việt Nam qua Campuchia, rồi đi qua Thái Lan, và hiện nay cùng vợ con sống trong một trại tị nạn ở thành phố Colosse, Tây Đức. Rất tự hào về thành tích của mình, Nguyễn Tiến Trung kể. Trong nhiều năm qua, tôi luôn luôn báo cáo những vụ vi phạm nhân quyền của chính quyền Cộng sản Việt Nam với những tổ chức quốc tế với đại sứ quán của các nước dân chủ. Chuyện thứ hai mà tôi có thể nói ra, đó là việc tôi đã trợ giúp cho các gia đình tù nhân lương tâm ở Việt Nam liên lạc với các đại sứ quán để các đại sứ quán có thể trợ giúp họ hoặc là vận động cho sự tự do của những người tù nhân lương tâm. Đó là những công việc của tôi làm có thể nói là công khai trong suốt nhiều năm qua, từ khi tôi ra tù vào năm 2014 cho đến giờ. Và những việc tôi không nói là tôi đã hỗ trợ rất nhiều các tổ chức xã hội dân sự ở trong nước mà tôi chỉ đứng đằng sau thôi, chứ không có ra mặt. Thật ra, tôi có tham gia rất nhiều hoạt động chung với Đại sứ Quán Đức từ nhiều năm qua. Ví dụ như, có một lần là khoảng tháng 4 2013, thì tôi đã có hẹn một buổi ăn trưa với ông Đại sứ nước Đức, thì hôm đó là an ninh cũng biết và đã ngăn chặn. Các đại sứ quán khác đều sẵn sàng giúp tôi và họ đều đang làm hồ sơ để cho tôi được đi tị nạn sớm nhưng mà nước Đức làm xong sớm nhất cho nên tôi quyết định chọn đi Đức liền để đảm bảo an toàn Với tôi, những hoạt động như thế này của Nguyễn Tuyến Trung không hề xa lạ Gần 3 thập kỷ là chuyên viên cao cấp làm việc tại Cơ quan Di trú Liên bang một cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Đức Cứ 6 tháng một lần tôi nhận được bản báo cáo về tình hình Việt Nam do Bộ Ngoại giao Đức biên soạn nguồn tin là các bản tin do đại sứ quán đức ở hà nội gửi về bản báo cáo tình hình luôn ghi rõ một phần lớn các thông tin mà đại sứ đức có được là do người địa phương cung cấp ngoài ra tôi thường xuyên có thể đọc những trả lời cụ thể cho những câu hỏi trong một trường hợp được yêu cầu thẩm tra xác minh đương nhiên những thông tin được cung cấp bởi những thành phần có tư tưởng thù địch với đảng và nhà nước việt nam thì không thể khách quan và trung thực đó là lý do tại sao các nước phương Tây luôn có một cái nhìn sai lệch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Về mặt lý thuyết và theo quy định pháp lý của Việt Nam, những người cung cấp thông tin như vậy có thể bị truy tố về tội làm gián điệp. Nhưng trong thực tế, hầu như bất khả thi vì không thể bắt quả tang họ trong lúc trao tin tức cho cơ quan ngoại giao nước ngoài. Khi được hỏi có dự tính gì trong tương lai, Nguyễn Tiến Trung nói: "Trước mắt tôi phải ổn định cuộc sống ở đức rồi phải đi học tiếng đức để nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở đây cái thứ hai là tôi vẫn tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình đó là vấn đề về dân chủ nhân quyền cho việt nam và tất nhiên là tôi phải làm dưới một hình thức khác và với một cái phương cách khác so với khi tôi đang ở trong nước thực ra nói cho sướng mồm chứ còn làm gì được nữa phương tây rất cần loại người như thế nếu bọn chúng sống ở trong nước còn khi ra nước ngoài chỉ là những công cụ đã hết đáp và vô dụng. Có lẽ cũng như tên phản động Nguyễn Văn Đài đang sống lưu vong ở Đức, Nguyễn Tuyến Trung chỉ còn cách cào bàn phím và chửi đổng trên mạng. Dân tộc ta, đất nước ta, từ ngày bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã bao lần chứng kiến cảnh một số người Việt phục vụ mưu đồ đen tối của đối phương nên phản bội lợi ích của tổ quốc và nhân dân. Đó là điều đáng buồn nhưng đồng thời cũng là niềm vui bởi vì với sự ra đi của bọn chúng xã hội việt nam vơi đi những kẻ mù quáng bắn rẻ lương tâm để làm tay sai cho ngoại bang